dạ thêm mến chào cả nhà của mình nha chúc cả nhà của mình một buổi tối thật là nhiều sức khỏe và đầy bình an nha cả nhà ơi hiện tại thì em chuẩn bị đến ngôi miếu của ông cả nhà để xem là tình hình hôm nay như thế nào rồi rồi sẽ tìm cách để mà giúp cho dông linh chị gái này thì thấy dông linh chị gái này rất là tội cả nhà lúc nào thì cũng muốn hoàn thành cái tâm nguyện của mình trở về nhà thăm người thân cũng như là thăm ngôi nhà của mình xong rồi sẽ cố gắng để mà tu tập thì em cũng có nhờ lão ma là đến ngôi nhà đó một lần nữa để điều tra xem là ai đã sử dụng các loại bùa thật đó và nhằm mục đích gì muốn làm hại chị hay là như thế nào cả nhà tại vì là chị nói là là chị mắc đúng 3 ngày là chị quay trở về nhà thì ngay lúc đó là chị đã không vào nhà được rồi những người thân trong gia đình thì em nghĩ là họ không có làm như vậy đâu còn những người mà xung quanh đó, thì mình chưa có khẳng định được chị cũng có nói là chị ít có tiếp xúc với những người xung quanh lắm lúc chị còn sống á thì không biết là chị có vô tình làm cái gì đó mà khiến cho những người đó họ ghét hay không thì khi mà chị mắc rồi thì họ sử dụng những loại bùa thật đó để ngăn cản chị quay trở về nhà thì cái trường hợp này thì cũng không thể nào mà loại trừ được cả nhà nhưng mà cũng chưa biết chính xác thì mình cũng không có dám trách ai để mà tránh mình gây cái nghiệp cho mình cả nhà khi nào biết chính xác rồi thì sẽ tìm cách giúp cho chị thì chắc là lão ma đến đó thì nhờ các vị cai quản cái khu vực đó để mà hỏi xem thì nó sẽ dễ hơn em đi nha cả nhà thì hồi tối này á cũng kể cho cả nhà mình nghe luôn là không biết là em làm mệt hay là cái nguyên nhân gì đó lúc mà em ngủ á là giống như là mình rơi vào một cái khoảng không gian nó tối tối thui không thấy gì hết trơn cả nhà và lúc đó thì có một cái nguồn ánh sáng rất là sáng chá vào mắt em và nghe dân dẫn bên tay mình đó là đi 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 thì nghe ba lần như vậy xong thì cái nguồn ánh sáng nó biến mất và lúc đó thì em giật mình thức dậy thì tay chân của em là không có cử động được cứng ngắc hết trơn cả nhà ngồi gán cố gắng bóp 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 ra chút xíu thì mở cử động được thì em không biết là đây là cái điềm báo hay là cái gì đó gọi đến cho em nhưng mà em suy nghĩ từ sáng giờ cũng không ra được cả nhà thì nói chung là trong cuộc sống thì em không có tốt nhưng mà những cái việc em làm thì cũng chưa có ảnh hưởng hay là chưa có làm hại đến ai thì ba mẹ gia đình này kia mình cũng lo đầy đủ hết cả nha thì không biết là các vị có vỡ phạt cái việc gì thì em nghĩ từ chiều giờ thì em đón có thể là do làm đây là cái nhiệm vụ cái sứ mệnh cũng như là cái nhân viên của em giúp đỡ những cái dân binh rồi làm cái nhiệm vụ mà thu phục bọn ma quỷ bây giờ thì em không có hoàn thành được có khi đó là cái điềm báo của các vị gửi đến em không chừng nữa cả nha tại vì làm khi em đi 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 nhưng mà không có trả lời được không có hỏi được cái miệng mình thì không có nói chuyện được các nhà nên là cũng không có hỏi được gì hết trơn thì em nghĩ là chắc có thể là lúc trước á là em thường đi giúp đỡ những văn binh còn bây giờ thì mình không có làm được như vậy đó nên là các vị muốn vỡ trách hay là như thế nào mình cũng không rõ nhưng mà sau này thì chắc có thể là em sẽ sẽ sắp xếp thời gian để mà làm cái nhiệm vụ cùng với lão ma và tiếp tục để mà để giúp đỡ những văn binh nhiệm vụ thì cũng làm nhưng mà giúp đỡ trong bên thì mình cũng dẫn đi cả nhà thì để uh, cố gắng để mà hoàn thành cái nhiệm vụ của mình thì uh, thôi bây giờ thì em sẽ đến ngon biết không để xem là tình hình hôm nay như thế nào nha cả nhà dạ cả nhà thì để em bây giờ cái lỗ rồi em thỉnh um, uh, cái cả nhà thì cái em nghĩ là em um, uh, đến cái ngôi nhà của chị thì cũng quay về rồi bữa nay thì ở không nữa cả nhà cái mấy cái bao xi măng hôm trước mua thì nó bị chết hết trơn rồi điện nó đó, đó chở mấy bao xi măng qua mà tự hồi sáng tới chiều luôn ngồi chờ nó nó không có chở qua đắp cát bằng hết trơn chờ xi măng qua Chọn với cát này để chán bằng thôi nhưng mà nó không chở qua là nguyên ngày nay không có làm được luôn cả nhà tới bây giờ thì cũng chưa có hoàn thành được luôn chắc mai gì đó nó chở xi măng ra nhưng mà mai thì em cũng bận rồi không biết là có làm được hay không có chút xíu gì cho em là cũng không có nhín thời gian làm được nữa. giờ nam mô di đà phật ông ơi con đến rồi à dạ con chào ông ông ơi thì cái việc của chị gái á, thì con có nhờ ông đến ngôi nhà đó một lần nữa thì không biết là tình hình như thế nào rồi ông ông có thể là nói rõ cho con biết để con tìm cách con giúp cho chị tại vì là hồi tối khi mà ông đi rồi á, thì con thấy chị rất là tội và thấy chị thì chắc cũng không phải là một người xấu nên là muốn tìm mọi cách giúp cho chị để chị cố gắng sau này tu tập sau khi mà hoàn thành tâm nguyện rồi thì con nghĩ là chị sẽ buông bỏ hết mọi thứ và quay trở về đây tu tập dạ chị để con rồi chị dạ chị ơi bây giờ thì chị có thể ra đây có một số việc thì ông cần nói với chị nên là càng chị ra đây dạ chào chị nha thì hiện tại thì ông cũng đã giúp chị quay trở về ngôi nhà và kiểm tra xong rồi rồi thì bây giờ thì ông có một số việc muốn hỏi chị thì bây giờ thì ông hỏi cái gì thì chị trả lời cái đó và thật lòng để mà còn tìm cách giúp cho chị nha chị dạ ông ơi thì bây giờ là ông có phá bỏ được cái loại bùa thật đó chưa ông tại vì là cũng biết chính xác là ai muốn làm hại chị rồi thì nói chung là chị cũng không, không có làm gì xấu và không có ảnh hưởng làm hại đến người ta tại vì là do người ta muốn làm hại chị như vậy thôi thì bây giờ thì ông có thể là giúp cho chị phá bỏ cái bùa thật đó và dành một ít thời gian ra cho chị về ngôi nhà của chị cũng như là gặp những người thân của chị xong thì tất nhiên là không cho chị tiếp xúc gần với những người thân và ở một cái khoảng cách nó xa chút xíu để tránh ảnh hưởng đến những người đó đâu thì cho chị hoàn thành cái tâm nguyện của chị xong rồi thì cho chị về đây để mà tu tập được không không Dạ con cũng cảm ơn ông mà mời. Dạ nam mô di đà Phật dạ, Con chào ông ạ. <laughs> dạ chị thì bây giờ thì chị cũng vui rồi đúng không? Tại vì làm ông cũng đồng ý giúp cho chị rồi. Còn cái việc mà cái người mà hại chị á thì bây giờ em hỏi chị nha, là chị có thù hận họ hay là có ghét họ gì hay không? Rồi nếu được như vậy thì em cũng mừng rồi Tại vì là người ta làm hại mình Mà mình không để lòng, không để bụng Và không trách hờ người ta Thì đó là một việc rất là tốt Sau này thì chị uh, giống như vậy Thì tu tập sẽ Em cũng hy vọng chị sẽ thoát khỏi sau khỏi lưng hồi Thì uh, bây giờ lắm Là ngày mai thì lão ma sẽ đến đây Và mang chị quay trở về ngôi nhà Nhưng mà lúc mà gặp người thân Thì nhớ giữ khoảng cách không lại gần Để tránh ảnh hưởng đến những người thân của chị Và sau khi gặp rồi thì ngay lập tức quay trở về đây và bỏ hết tất cả mọi thứ coi như là tâm nguyện của mình cũng hoàn thành rồi đó chị thì mình về đây mình tu tập nha chị em chỉ có thể là giúp cho chị ở một cái khoảng thời gian ngắn thôi chứ không có ở lâu ở đó được tại vì á và sợ rất là nhiều việc xảy ra đối với chị nên là tránh ảnh hưởng đến những người còn sống cũng như là tránh ảnh hưởng đến chị nên chị chỉ cho chị một khoảng thời gian ngắn nên là chị cũng không cảm việc này tại vì làm nếu như mà chị ở đó lâu á thì chị khiến cho mình khó mà buông bỏ hơn thôi sau khi mà nhìn thấy người thân của mình khỏe mạnh sống tốt rồi thì mình có thể về đây để mà tu tập được rồi nhớ lời em dặn nha chị đừng có mà đến đó rồi, rồi bắt đầu là liến lưu trong lòng của mình rồi mang nặng cái gánh nặng này đó trong lòng của mình sau này về đây thì rất khó mà tụ tập được nha em thì em cũng không có cần gì đâu giúp đỡ được cho chị thì em cũng mừng rồi bây giờ thì chị có gì đâu mà để mà trả ơn cho em được và em cũng không có cần phải chị phải trả ơn tại vì á là giúp cho chị là cái niềm vui cũng như là cái trách nhiệm của em nên là em cố gắng tìm mọi cách để giúp cho chị và nhớ thì nếu mà ngày mai là ma có giúp cho chị xong rồi thì nhớ gửi lời cảm ơn ông một tiếng nha thì ông rất là tốt và luôn luôn muốn giúp đỡ tất cả mọi người lúc trước thì em cũng giống như chị gì đó nhưng mà sau này thì em cũng tu tập tốt và được cái duyên để mà thu phục bọn ma quỷ và bây giờ hiện tại thì em cũng giúp cho những cái dân linh gì đó chị nên là em cũng hy vọng là sau này chị cũng sẽ giống được như vậy nha rồi nếu được như vậy thì tốt rồi thì à, ngày mai sau khi mà chị cùng với ông đi về đây rồi thì em sẽ chuẩn bị một ít đồ chai cho chị ăn uống xong, rồi ở phía sau thì em sẽ đặt thêm một cái máy niệm phật nữa để cho chị ở đó mỗi ngày niệm phật để mà tu tập. thì um, hiện tại á là phía sau chỉ có một mình chị thôi. ở trong ngôi miếu này rất là an toàn, chị không có phải sợ là ai làm hại chị hay là bọn ma quỷ nó tấn công chị đâu. ở nơi này thì có sự bảo vệ của em cùng với lão ma nên là chị cứ an tâm nhẹ lòng ở đó mà tu tập. nếu như mà có cần cái gì đó hay là muốn ăn uống gì đó thì cứ nói thẳng với lão ma. Thì lão ma sẽ nói với em, thì lúc đó em sẽ chuẩn bị cho chị, tại vì làm em cũng chưa biết làm mình có thường xuyên đến đây được hay không á, nên là có cái gì cặn thì cứ gọi trực tiếp và nói với lão ma nha chị. Không có gì đâu chị đừng có ngại những cái việc mà đồ ăn uống này kia nó đối với em thì trong khả năng em có thể là giúp đỡ cho chị hay là những cái gia đình khác cũng vậy thôi. Thỉnh thoảng em sẽ mang đồ ăn đến đây cúng kiến cho họ, cho họ ấm no rồi thì họ mới tập trung họ thu tập được. Thôi bây giờ thì chị cứ ra phía sau và ở đó đi, ngày mai thì chuẩn bị là đi về ngôi nhà của mình và thăm những người thân trong gia đình của mình nha. Cố gắng vui vẻ lên, đừng có buồn rầu lo lắng gì nữa hết nha. rồi em chào chị nha <laughs> dạ cả nhà ơi thì hiện tại thì cũng đã biết được cái nguyên nhân và cái lý do tại sao mà người ta làm bùa để mà chẳng yểm chị không cho chị về nhà rồi đó, cả nhà thì đây cũng là một cái việc làm nói chung là không có đúng của cái người đó cả nhà nhưng mà mình thì không có muốn trách hờn ai hết chị thì chị cũng không có để lòng những cái việc này rồi cả nhà tại vì là do người ta có tình ý với chị nhưng mà chị thì chị vẫn trung thủy với chồng con của mình nên là khi mà mắc rồi á người ta giống như là làm cho bỏ ghét cái đó cả nhà nên là mới làm như vậy thôi thì sau này thì cái nghiệp của họ thì họ sẽ trả sao chị thì bây giờ thì em thấy chị rất là tốt rồi biết người ta làm hại mình và người ta không cho mình về nhà như vậy nhưng mà chị cũng không có để lòng cũng như là không có mang cái thù hận thì như vậy thì sau này chị sẽ tu tập rất là tốt cả nhà thì xong một cái nhiệm vụ của mình và giúp đỡ cho chị hoàn thành được cái tâm nguyện thì bây giờ nói chung là cảm giác trong lòng rất là vui cả nhà giống như là mình làm được một cái việc gì rồi đó thì rất là nhẹ lòng của mình hỏng dài thì thấy chị như vậy thì rất là buồn và không biết làm thế nào giúp cho chị thì ngày mai này lão ma sẽ mang chị đến ngôi nhà của chị và gặp những người thân của chị không phải là em không cho chị ở đó lâu đâu cả nhà nhưng mà em sợ một cái trường hợp đó, là chị ở lâu rồi thì sẽ rất khó để mà dứt phát được những cái gì còn lưu liếng lại ở trần gia nên là mới nói với chị là cho chị ở một khoảng thời gian ngắn thôi rồi sẽ mang chị về đây tại vì đó cái việc này là cái tâm nguyện nên là muốn giúp cho chị nhưng mà thực chất một cái dòng linh họ mắc rồi thì không thể nào để cho họ còn những cái vướng bạn như thế này được tại vì là thấy chị cũng tội quá nên là cố gắng giúp cho chị thì bây giờ thì coi như cũng đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình rồi thì ngày mai để em chuẩn bị một ít đồ chai nữa đến đây để cúng cho chị xong rồi thì lúc đó thì đặt chị ở ngoài phía sau ngôi miếu cho chị tu tập ở đó nha cả nhà thì bây giờ thì em sẽ đi về và mến chào cả nhà của mình nha chúc cả nhà của mình thật nhiều sức khỏe và thành tâm an lạc